đây đây mọi cho cháu mọi người về chụp qua. Đây, không cần đâu. Cho nó ngồi bên bố nó. Hả? Sáng này chủ yếu là để làm mồi uống rượu như này, chứ làm mồi thì bắt để làm gì? Chả uống chưa? Những người cốc cả. Thế thôi. Ăn ít. Cũng là mỗi cốc thôi. Cốc. Nào rồi. À đây có bát chưa? Lấy mạng mà bỏ cái cương của ấy mạng chứ. Vãng cho mình. Chín rồi, chín rồi. Đây đây, đây đây. Đây đây, biết sao mày ngồi với mẹ nào? Ăn mấy nhỉ? Hai cái cây đầu tư hai cây trước mà ăn xôi xôi cây em trồng đằng kia xôi đây xôi đi ở đây xôi thịt nữa này mời đi mời đây chín rồi đấy thôi từ từ nó cho vào có quá bên nào còn nhiều chưa nào mời nào anh Quang đâu mời đây kia Quang nằm dòm thế cố đi thôi sắp nên làm bố vợ hay sao mà yếu thế rồi, chào mọi người nhé. Yeah, chào buổi sáng này. Chào buổi sáng nhá. Yeah, sáng nhá. Nhớ gắn thẻ em vào nhé. Chè trưa rượu sáng. Rượu sáng. Đấy, rượu toàn uống cái này. Anh em Tây Bắc ăn rông dài thôi nhá, ăn đơn giản không có cầu kỳ như ví xuôi đâu nhá. Đấy, ăn rất bình thường. Uống bằng bát thì bảo uống bằng cốc. Uống bằng bát thì bảo uống tục như này chứ cốc như này. Ăn thì toàn ăn thịt nướng. Bảo bảo ra bảo anh Hiệp làm cho. Còn đây là bịa nhá. Cầm đây, 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 đây. Đây là món đặc sản Tây Bắc. Cho hai nha. Ăn được món kia. Em chưa hết. Cháy hết à? Chín rồi, bằng nhựa mà cháy này. Ăn đây thôi. Đấy. Rồi, cầm lên ra. Cháy hết rồi. Ủa, cháy hết rồi. Cháy ra ngoài. Đấy, chấm vào trường. Chị Cường có chấm cái nước ấy này không? Chấm nước sang. Nước me. Không, để em múc sang cho. Rồi, nha. Chấm mè. Đấy bà xem ở Tây Bắc bọn tôi ăn chỉ thế nào thôi. Rồng không mua được. Đã ăn sáng thì 5 giờ, bây giờ 8 giờ rồi mình ăn sáng. Khổ quá khổ luôn. Này này. Tây Bắc không nghèo nó quá khổ. Ăn uống thế này sống đồng bào vùng cao ăn rất đơn giản. Đây là trần trôm nhá. Chỗ thì cả đi được cỡ trần trôm. Vợ sớm nó đang nhăn rồi. Kệ. Nhàn mã đã trở thành quen rồi. Con này lo ruột. Quê hương đất Thái Bình. Tay gậy tay bị tấp khắp nơi tung hoành. Ba ông này, ba họ các ông họ Nường, ông họ Tòng, ông họ Nò. Đây làm đây. À. Chưa được miếng nào ông ấy nữa. Ôi, chứ đi. Anh Tuấn quay. Quay cái này nó xe nó bà hàng của xe đó này, nó đỡ khói. Không, cái này vừa con nò. Ờ. Làm cháy hết rồi này. Là mấy cái tay bình này. Một cái cốc này chắc là rót ra bát rồi, hai gần hai bát. Không gì? Không gì? Chưa được bát thôi. Đây. Uống rượu bên nhà Chiến bây giờ ấy, nó toàn uống rượu bằng cái bát như thế này. Gan uống rồi, nó ăn rồi nó ngon rồi. Bằng này này. Bây giờ không rót nó chén nữa đâu. 5-6 người bắt đầu nó toàn đánh cái bát rồi. Sảo hán. Dù là bán hàng còn có đồ thưởng còn uống được thì không còn tôi đi. Thế mà tôi uống rồi rồi. Uống mắt rồi. Bát này thì uống gì? Đây đúng của bên này Chiến này toàn bát này. À. Nó kiếm được thế thì... Bát này đúng đấy. Ngon. Nếu hẳn nếu mà để mà ngồi này đúng hảo hán. À, nhưng mà cho bát này. Ăn mạnh đi hảo hán. Nếu mà phải mua cái bát ấy, cái bát dạng là bát sứ màu ấy. Đấy, Chiến nó mua cái màu kia. Rượu mà rót ra bát nhìn khiếp của mẹ ơi. Không, làm cái này, nó uống cái hẻo hàn. Mỗi người một bát này là đúng. Rượu rót ra bát khiếp uống là công bằng. Nhìn khiếp, biết rồi nhưng mà nhìn nó khiếp. Nó là cốc nhìn nó còn đỡ rồi. Biết là không tốt rồi. Bát là thế. Nó phải ăn uống. Con này, con lột này. Cháu nó bảo ăn sáng cái này là không tốt. Nhớ chết. Cho lên đi, sợ quá. Ôi, hình như các không sao. Có. Và được phút mốt mẹ đẩy cửa vào nó ghi cầm điện thoại như bà Hà này. Quay điện thoại sang em chửi luôn. Rồi, xong lấy hình ảnh tôi không lấy từ lúc đòn đấy mới lượt rồi ô hồ vợ của Long à chà rồi sợ công bản mình kiểu mình biết hết mặt mũi nó kiểu đấy hồi nhỏ bàn cái địa mình ở trên nhưng mà trên kia thì một người mới chết cũng hơi hơi ghê mà bạn khác thì trả đi quá
Mọi người cứ hỏi là ở gần đường ma có sợ không? Chán sợ gì cả. Tại vì ở dưới xuôi nhà em thì cũng gần. Ê, thế mà. Ông này bên mình đang miền đất mà ngay chỗ Minh Thuận đấy, ông là bảo cái điện dưới xuôi nó xây mộ sạch sẽ nó. Nó không sạch, làm sao sạch lên? À không phải. Ở dưới xuôi là chôn. Chôn. Chôn mà tôi ai đây? Không. Sao mà sạch? Ở trên này còn sạch chứ. Quá sạch. Ai nhỉ? Xây mộ thì nó kín lên thì nó. Bây giờ chẳng qua dưới xuôi. Chưa sáng ra là bị làm sao ấy? Sáng thì ít nữa. Không, bây giờ làm. Anh Quang à? Cái gì đấy? Lại mà bắt cơm nữa. Cứ mãi quang quang. Đấy. Thế bảo cứ bảo là giảm cân. Chứ bác đang nghỉ à? Cứ nằm khoảng 3 bát. Qua hôm nay. À. Thế là ăn chơi đó bọn em. Nắng bọn em. Đây. Bảo quay đã không rủa nữa là vô miếng. Hôm qua. Mưa đi về thôi. Đi nhìn ở đấy làm gì? Còn. Do bát đấy. Cứ gieo mẹ thả mẹ xuống. Không quá. Không quá. Làm bao nhiêu rồi à? Ăn dưa hay là ăn quả sung? Sung. Có công rồi. Dưa nhà có. Dưa nhà đầy. Dưa nhà có. Hả? Có sung có làm đầy ra đây. Cứ cho cả ấy, quả quả sung cả ấy. Cho quả sung thôi, không lấy dưa đâu. Ồ, tệ hơn đời sống được mới bác. Nếu mà ăn rồi ăn được nhiều lắm. Làm cả đời ăn nhiều mà. Ngày đâu mà, nghe không? Nếu mà xào ra đĩa thì... Trần Trung là tối lên đường, hôm qua lên đường nhưng mà không về được. Mới anh em nó cấm về. Sáng nay thì đi xe về bảo thôi. Quang Tú à? Hai ai này? Sáng nay thì anh Quang chiến đấu chút. Tính ra một. Đâu cứ xem đi. Ngon lắm. Nếu mà trước đây là nguyên ủy ban là toàn nếu mà tổng. Đâu quán ông vào rồi đi ông vào ăn rồi. Thằng mua mồ. Chỗ quán ấy ông vào ăn rồi cái đi thôi. Điểm thì chắc chắn là viện họ cho nhiều sân lắm. Thôi ông Trung ơi, Đồng Khởi tí đi nào. Tiếp theo nhá. Nào Đồng Khởi. Mình chờ má chả hết. Uống nước gì ra lấy? Uống nước gì cứ ra. Ra tủ. Cho em xin chai cười Coca to ấy. Cho nó đỡ tốn luôn ạ. Giỏi vừa thôi. Đấy. Ăn nhanh vậy đấy. Đang móm. Mẹ hôm qua nó đang đá nó chui vào trong nó chạy mẹ thân nó vòng ra kiểu tránh chúng nói chúng nó ở ngay mép biển. Ấy ta. Mình nhìn tưởng nó là đi ra rồi. Hả? Bóng vào mặt ra là mình đỡ cười. 53 à? Chà, bây giờ nào, hôm qua em kinh khủng luôn à. Thằng em nó không nghịch. Nghịch là. Nó không phải kiểu nó cứ lấp cấp cả như là. Thằng này nói nó nhờn nhơ kiểu nó cứ ấy. Cái quát phát ra là nó rụt. Anh Minh Duẩn thì anh em tuy rằng khác quê nhưng rằng là hai thằng vô miếng. Anh em vô miếng. Nổ ác thế. Chín rồi.